ta lại quay lại với môn vi sinh kỹ thuật môi trường và chúng ta sẽ học chương 4 nhé. Bây giờ chương 4 thì chúng ta sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về pathogens, là những cái gây bệnh, những cái vi sinh vật gây bệnh. Và thứ hai là disinfection, là quá trình khử trùng ha, và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. Đầu tiên, như các bạn nhìn thấy cái hình ảnh trên đây, đây là một cái hình ảnh rất là phổ biến và đặc biệt là phổ biến từ trước khi đại dịch xảy ra. Thì các bạn thấy là những cái hàng quán ăn uống khắp lề đường, phố xá, và hầu hết cô chắc chắn là các bạn, nhất là các bạn sinh viên thì cũng đã ăn uống lề đường rất là nhiều. Rồi các bạn biết là cái điều kiện vệ sinh ở những cái hàng quán như thế này thì không được đảm bảo. Cho nên là đây chính là những nơi mà phát sinh ra dịch bệnh ha. Đây là những nơi phát sinh ra dịch bệnh. Các bạn thấy đó, hàng quán lề đường rất là ngon, rẻ, bún riêu, bún bò, phở, bánh xèo. Và đây chính là những cái nơi mà có khả năng lây nhiễm bệnh cao nhất, đặc biệt là đối với cái mùa dịch bệnh này thì các bạn thấy là tỷ lệ lây nhiễm cực kỳ cao, đặc biệt là nếu như các bạn ăn uống ở những cái hàng quán ngoài đường như thế này thì cái khả năng bị nhiễm bệnh rất là cao. Nhưng mà bây giờ là do tình hình dịch bệnh rồi giãn cách xã hội, cho nên là cô nghĩ là những cái hàng quán như thế này thì nó chắc nó cũng đã giảm bớt rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì hình ảnh này cũng quen thuộc đúng không các bạn, là những cái ống kim tiêm nè, rồi những cái rác thải y tế, thì đây cũng là một cái nguồn chứa dịch bệnh. Ví dụ như là các bạn thấy là trong máu những cái ống kim tiêm đó còn sót lại, và máu của những cái bệnh nhân hoặc là máu của những cái người mà chích xì ke ma túy đó, các bạn biết là nếu mà mấy người đó bị sida, mình dẫm chân vào chúng những cái ống kim tiêm như vậy thì cái khả năng mà bị lây nhiễm của chúng ta rất là cao. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nói vào phần đầu tiên, đó là cái the chain of infection, là cái chuỗi lây truyền ha, cái chuỗi lây nhiễm. Thì như các bạn nhìn thấy, đầu tiên là chúng ta có là infectious agents, là những cái nhóm vi sinh vật có khả năng gây bệnh ha. Những cái nhóm vi sinh vật khả năng gây bệnh này nó sẽ nằm chứa trong cơ thể, hoặc là nó sẽ nằm chứa trong những cái vật chủ đó, từ đó nó sẽ phát tán ra ha. Ví dụ như là nó nằm ở trong ruồi nè, muỗi nè, thùng rác nè, những cái nơi mà điều kiện vệ sinh không tốt, dơ bẩn ha, thì chúng ta gọi đó là reservoir host. Sau đó là nó sẽ giải phóng ra acid, là portal acid, là nó sẽ phát tán ra và nó sẽ đi vào những cái mode of transmission, là nó sẽ đi vào những cái pha lây truyền khác nhau, lây lan khác nhau. Ví dụ như là nó lây lan qua đường không khí nè, nó lây lan qua đường nước nè, đó, nó lây lan qua đường thức ăn, đó là những cái mode của cái transmission. Và portal of entry là những cái nguồn tiếp nhận, chính là những cái cơ thể vật chủ đang có cái điều kiện cơ thể sức khỏe không tốt thì nó sẽ bị xâm nhập. Thì các bạn cũng thấy đó, ví dụ như là những người mà bây giờ corona thì các bạn thấy là những người mà chết là những người có bệnh lý nền, ví dụ như là tim mạch nè, cao huyết áp nè, hoặc là tiểu đường, thì những người đó mà khi mà bị nhiễm virus như vậy thì họ không có khả năng chống chọi và sẽ dễ chết hơn so với những người khỏe mạnh và bị nhiễm virus. Thì những cái vật chủ đó, những cái cơ thể đó chúng ta gọi là susceptible host. Bây giờ chúng ta xem những cái loại agents infectious, là những cái nhóm có khả năng lây nhiễm bệnh. Đầu tiên chúng ta có là bacteria, là nhóm vi vi khuẩn. Vi khuẩn thì phổ biến nhất của chúng ta hay thấy đó là nhóm E. coli, là vi khuẩn gây bệnh gì các bạn? À, gây bệnh tiêu chảy ha. Hả, ăn một chút xíu và
các bạn bị nhiễm E. coli thì các bạn sẽ thấy là Tào Tháo rượt rất là nhanh. Và khi mà chúng ta học thí nghiệm cũng vậy các bạn, chúng ta sẽ có bài 8 và bài 9, đó là phân lập nhóm coliform và nhóm E. coli. Thì nếu như mà các bạn không đảm bảo điều kiện vệ sinh trong cái quá trình làm thí nghiệm á, thì các bạn sẽ dễ dàng bị nhiễm ha. Những năm trước đều có hiện tượng là các anh chị phải nằm ở nhà 3 ngày vì bị E. coli ruột sau khi các anh chị phân lập xong. Thứ hai là chúng ta có là Salmonella và những cái nhóm vi khuẩn gây tả là thương hàn, đó là những cái nhóm vi khuẩn. Tiếp theo là chúng ta có nhóm virus. Thì ngày xưa các bạn nghe ghê gớm nhất là con gì các bạn, là con HIV. Thì cái con này ai mà bị nhiễm HIV là hầu như là xã hội kỳ thị, tại vì họ nghĩ cái này là bị nhiễm HIV là do lây lan qua cái đường xấu các bạn, là đường truyền máu, lây lan qua nhiều đường nhưng mà thường là truyền máu, là do tiêm chích xì ke ma túy nè, hoặc là lây lan qua đường tình dục. Thì những cái người mà có những cái hoạt động không được trong sáng đó các bạn, thì rất là dễ bị nhiễm HIV và xã hội kỳ thị. Tuy nhiên như các bạn thấy là bây giờ nhiễm HIV phải đến 10 năm, 20 năm mới chết. Nhưng mà có những cái loại virus mới xuất hiện trong những cái thập kỷ gần đây. Các bạn thấy là Ebola, SARS nè, năm 2015 nè, hoặc là năm 2009, và ngay bây giờ đây, hiện tại thời điểm này, cái con đang hoành hành làm mưa làm gió đó là con corona. Thì những cái giống vi khuẩn này khi mà xâm nhập, thì nhất là Ebola đi, các bạn thấy là chết rất là nhanh ha, chết rất là nhanh, nhưng mà nó cũng may mắn là nó đã được kiểm soát. Rồi tiếp theo đó là một cái nhóm protozoa. Protozoa thì chúng ta có là Giardia, Cryptosporidium. Thì đây là những cái nhóm vi sinh vật có khả năng sinh bào tử, và khi những cái bào tử này đi vào cơ thể thì với một cái mật độ lớn thì nó sẽ bùng phát và nó làm cho cơ thể chúng ta bị bệnh. Tiếp theo đó là nhóm Helminth, hay còn gọi là nhóm giun sán. Thì các bạn thấy cái này rất là phổ biến. Nếu như mà ngày xưa các bạn học lớp 9, có không biết là các bạn có làm tiểu phẫu mổ giun sán không? Chứ cô nhớ hồi xưa cô học đó, là có một bạn trong lớp là chịu trách nhiệm sẽ đi kiếm giun sán về cho lớp. Thì nhà đó có lò mổ heo, và các bạn tưởng tượng đem một bịch bự giun sán màu trắng và sợi dài, nhìn rất là gớm ha, dài, thì đem vô cho bọn cô phẫu thuật. Thì hầu hết chúng ta là cứ 6 tháng là phải uống gì các bạn? Fugaca một lần đúng không? 6 tháng chúng ta phải uống Fugaca một lần để tẩy giun, sáng. Đặc biệt là những em bé đó hay chơi dơ ha, thì trong bụng của chúng ta hầu hết là thường có những cái loại giun sán này. Ngoài ra còn có một loại nữa đó là sán chó, tức là khi mà bị nhiễm cái sán này thì bị nhiễm vô trong máu và làm cho các bạn bị ngứa ha. Bị ngứa thì nhà ai mà nuôi chó nuôi mèo thì các bạn phải cẩn thận với những cái nhóm giun sán này. Rồi thì những cái nhóm có khả năng gây bệnh này nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể người. Rồi chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là những cái nơi chứa đựng những cái nguồn vi sinh vật gây bệnh này. Đầu tiên thì chúng ta định nghĩa cái reservoir chính là một cái nguồn, có thể là living hoặc là non-living, nghĩa là một cái cơ thể sống hoặc là một cái nguồn không phải là có sự sống. Một cái nguồn có sự sống hoặc một cái nguồn không có chứa sự sống đều có thể là nơi chứa đựng những cái nguồn gây bệnh như thế này ha, để giúp nó làm cho những cái vi sinh vật gây bệnh là những cái mầm bệnh này nó sẽ chứa chấp ở bên trong những cái vật vật chứa đựng này ha, vật chứa vật chủ trung gian các bạn, hay mình còn gọi là vật chủ trung gian, thì nó sẽ sinh sôi nảy nở ở trong đây. Và ngay cả cơ thể người cũng là một nguồn chứa mầm bệnh. Nếu bạn thấy là các bệnh nhân bị nhiễm COVID bây giờ thì rất là nguy hiểm đúng không? Nếu mà chúng ta không biết chúng ta giao tiếp và rất là dễ bị lây lan, và lúc đó cơ thể người của chúng ta chính là một cái
cái nguồn chứa mà vật bệnh chứa cái mầm bệnh trung gian ha. Rồi các bạn nhìn vào hình ở đây, đây là những cái đường lan truyền, những cái đường lan truyền là từ person to person, là từ người qua người. Đầu tiên là tiếp xúc qua da thì các bạn thấy là tiếp xúc gần cũng rất là nguy hiểm, có khả năng là gây nhiễm bệnh ha. Thứ hai là hắt xì thì những cái hạt li ti đó, những cái hạt nước miếng đó ha, hắt xì và nó sẽ làm cho chúng ta bị nhiễm bệnh. Thứ ba đó là đường, như các bạn nhìn thấy trên hình là đường tiêm tiêm chích ha, đường tiêm chích đó, đường tiêm chích. Thứ tư đó là ăn uống chung. Thì các bạn thấy là bây giờ mà các bạn đi ăn ở ngoài quán rất là dễ bị mắc viêm gan CVP. Đặc biệt á, các bạn thấy là những cái quán bình dân hay có những cái thùng nước trà đá và có một để một cái ca để mọi người cùng nhau uống, thì cô rất là sợ cái đó ha. Và nhiều người kê miệng vào, thứ nhất là có thể là bị nhiễm HB, là một cái loại vi khuẩn có khả năng gây ra ung thư bao tử. Thứ hai là viêm gan siêu vi B, và cái viêm gan này mà nặng sẽ dẫn đến ung thư. Và thứ ba, đường lan truyền thứ ba là kiss kiss ha, hai người hôn nhau thì lúc đó nó sẽ lan truyền dịch bệnh. Thứ tư là quan hệ tình dục ha, bạn thấy đó cũng là một cái đường lan truyền phổ biến. Thứ năm đó là truyền máu, lỡ xui đi truyền chúng cái bịch máu của người bị nhiễm HIV ha. Thì cái này á, cô nhớ là ngày xưa khi mà bọn cô học ở Bách Khoa các bạn, thì bọn cô hay có đi hiến máu nhân đạo tình nguyện, và năm nào cũng phát hiện ra một số anh chàng bị HIV. Tiếp theo là các bạn thấy là lây lan ở nhà vệ sinh, đặc biệt là những cái nhà vệ sinh công cộng không đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh thì rất là dễ lây lan dịch bệnh ha. Và thứ năm đó là trong gia cầm, hay gia súc, gia cầm vật nuôi. Các bạn thấy là có một cái nguồn tin người ta nói là cái nguồn gốc phát sinh virus corona là từ đâu các bạn, từ chợ nông sản Vũ Hán mà người ta ăn súc dơi gì đó thì mình không biết, nhưng mà nói chung là trong cơ thể động vật hoang dã thì nó sẽ có chứa một số chủng loại virus có khả năng gây bệnh, cho nên là chúng ta cũng hạn chế ha. Rồi một cái nữa là nó sẽ lan truyền trong nguồn nước, như các bạn nhìn thấy trên hình là một bên là đi toilet và nó sẽ ngấm vào trong cái nguồn nước ngầm, và có thể là bên này là mình lấy làm nước uống. Cho nên đó là hồi xưa thôi các bạn ha, còn bây giờ thì hệ thống xử lý nước của chúng ta đều có cái khâu là kiểm tra nước đầu ra, cho nên là đảm bảo cái điều kiện là không tồn tại mầm bệnh ở trong nước. Nhưng mà các bạn thấy đó là ví dụ như khả năng lan truyền trong nước những cái mầm bệnh đó rất là cao. Ngày xưa các bạn thấy là chiến tranh thì những người ta hay binh lính đó, người ta hay bị chết vì thương hàn hoặc vì sốt rét, thì những cái con đó nó có khả năng là lan truyền trong nước và sát người đó các bạn. Nếu mà vào trong nước như vậy nó sẽ lan truyền dịch bệnh ha. Rồi nó nằm ở trong cái đường thức ăn, thì bây giờ các bạn thấy là phải ăn chín uống sôi, thức ăn các bạn phải rửa cẩn thận. Ngay cả như nhà cô bây giờ đi mua rau củ, mua cái gì cũng vậy, về là phải rửa hết bằng xà bông để mà cho nó sạch cho nó sạch, tại vì các bạn biết những cái con virus thực ra là nó rất mong manh, nó vào cơ thể thì nó quậy phá vậy thôi, nhưng mà bên ngoài thì nó rất mong manh, nhiệt độ cao nè, xà bông nè, cồn sát khuẩn thì nó rất là dễ bị vỡ cái màng của nó. Cho nên là các bạn chịu khó mua cái gì về thì trước khi sử dụng rửa tay trước, và các bạn cũng nên lau cồn hoặc là rửa những cái vật dụng mà các bạn sử dụng ha. Rồi lan truyền trong đường không khí, như các bạn thấy đó, bây giờ mọi người đi ra đường, nhà nhà đeo khẩu trang, người người đeo khẩu trang và đi mua khẩu trang rất khó. Không sao hết, chúng ta vẫn có thể dùng khẩu trang vải, và sau đó là các bạn có thể giặt thường xuyên ha, giặt phơi nắng thường xuyên thì nó sẽ đảm bảo an toàn, at least ha, ít nhất là nó an toàn. Các bạn thấy là trong ho hắt xì thì có thể là
Đối với những cái hạt lớn là từ 1 đến 3 feet và từ 3 đến 5 feet hoặc là từ 5 đến 160 feet, nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu của mình là hạn chế và đứng cách xa ít nhất 2 mét ha. Tiếp theo đó là nó lan truyền qua vector-borne transmission, tức là qua những cái con vector có chứa mầm bệnh, ví dụ như là các bạn thấy là muỗi nè, ruồi nè, rồi ve chó đó, hoặc là bọ côn trùng, thì những cái con đó nó có chứa dịch bệnh ở trên chân nè, hoặc là muỗi như các bạn thấy là Zika đó, chích vào trong người ha, thì nó cũng đem theo cái con virus Zika như vậy, hoặc là sốt rét ha. Cho nên là đây là những cái nguồn mà gây bệnh ha, lan truyền bệnh những cái vật chủ trung gian. Rồi portal of entry thì chúng ta thấy đó là những cái mầm bệnh vi sinh vật này thì nó sẽ có khả năng là đi vào trong cơ thể vật chủ và đi qua nội tạng ha. Ví dụ như là virus nè, vi khuẩn nè, hoặc là đi qua đường đường gì các bạn, đường hô hấp, hoặc là đi qua đường da. Ví dụ như là các bạn thấy là có nhóm mà Clostridium nè. Còn đi qua đường hô hấp chúng ta có bây giờ luôn phổ biến nhất là corona ha. Rồi Legionella. Đó, thì đó là những cái portal of entry, là những cái nơi tiếp xúc mà để tiếp nhận gây bệnh ha. Rồi những cái cơ thể vật chủ mà yếu ớt nè, đầu tiên là chúng ta sẽ dựa vào cái khả năng chúng ta sẽ dựa vào cái sức đề kháng tự nhiên của chúng ta, tức là nó sẽ thay đổi theo cái tuổi tác nè, rồi theo giới tính nè, theo vùng miền. Thì như người ta nói là dân ở miền nhiệt đới thì khỏe hơn so với những cái khu vực trời lạnh, thì cũng không biết làm sao ha, nhưng mà chắc là vậy. Rồi các bạn thấy là miễn dịch tự nhiên thì chúng ta thấy là nó sẽ tùy thuộc vào như hồi nãy cô nói là giới tính, độ tuổi và nhóm chủng loài. Ngoài ra thì còn dựa vào những cái hormone hoặc là thể trạng của con người ha. Thể trạng ví dụ như là đang yếu, buồn, rầu gì đó thì các bạn cũng sẽ dễ mắc bệnh. Rồi tiếp theo đó là miễn dịch mà không phải tự nhiên, nghĩa là chúng ta sử dụng vaccine thôi các bạn. Thì vaccine là cái gì? Là một cái nhóm vi sinh vật hoặc là nhóm virus nó bị làm yếu đi, xong sau đó nó sẽ chích vào trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc này những cái bạch cầu nó phát hiện ra, những cái vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ tạo ra một cái chất kháng sinh để chống lại, sức đề kháng để chống lại cái nhóm vi sinh vật lạ như vậy. Thì next time là lần sau khi mà chúng ta gặp lại cái nhóm vi sinh vật gây bệnh như vậy thì chúng ta đã có sẵn vũ khí, là có sẵn kháng thể ở trong cơ thể của chúng ta ha. Rồi, bây giờ cô sẽ nói cái nhóm mầm bệnh vi khuẩn ha. Mầm bệnh vi khuẩn thì chúng ta có là nhóm Fecal Bacteria, là nhóm vi khuẩn nhóm phân. Thì đây là một cái nhóm vi khuẩn gram âm, kỵ khí. Ví dụ như là Aeromonas nè, Plasmonas, Vibrio. Và chúng ta có nhóm gram âm và hiếu khí thì có Pseudomonas nè, Acinetobacter. Rồi nhóm gram dương có sinh bào tử như là Bacillus. Nhóm không sinh bào tử gram dương như là Arthrobacter. Đây trên hình các bạn nhìn thấy đây là con E. coli ha. Đó. Một số loại vi sinh vật gây bệnh. Rồi nhóm tiếp theo chúng ta có đó là nhóm Salmonella. Thì nhóm này gây ra bệnh thương hàn ha. Nhóm này gây ra bệnh thương hàn và nó phát tán gần như rất là rộng rãi trong môi trường. Thì cái nhóm này các bạn thấy là nó chứa trong nước thải và cái mật độ của nó là khoảng 8.000 tế bào trên 100 ml. Nó gây ra bệnh thương hàn và đau thắt đường ruột, gây sốt ha.
những cái con này nè, thì khi các bạn thấy là những cái thực phẩm mà bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm bẩn thì rất là dễ gây gây độc và dẫn tới là diarrhea, là bị thở tháo hoặc là đau thắt cơ cơ hoành ha, đau thắt cơ hoành. Bạn nhớ nha, con này gây ra bệnh thương hàn ha, Salmonella. Tiếp theo chúng ta có là Shigella, thì con này lại gây ra bệnh kiết lỵ ha. Shigella là một con gây ra bệnh kiết lỵ. Và nó khi mà chúng ta bị mắc phải cái kiết lỵ này, chúng ta cũng bị tiêu chảy, đau thắt ruột và bị sốt cao. Thì hiện nay cũng chưa có cái vaccine để ngăn ngừa con Shigella này và lây, có khả năng lây lan từ người qua người. Tuy nhiên, cái tin vui là Shigella này tồn tại rất là ít ở trong môi trường, nhưng mà khi mà nó đã phát ra thì rất là nguy hiểm ha. Tiếp theo đó là Vibrio, thì con này gây ra dịch tả ha. Vibrio cholera là nhóm vi khuẩn gram âm và có hình que, thì cái con này gây ra dịch tả. Các bạn thấy là dịch tả nghe cũng rất là phổ biến đúng không? Hồi xưa là rất là nhiều vùng miền và bị chết vì tả ha. Dịch tả thì những cái con này có thể là nó nằm ở trong loại vi sinh vật trôi nổi, và chúng ta ví dụ như các bạn ăn ốc đi, ốc nó ăn những cái con zooplankton này hoặc là phytoplankton này, thì khi mà chúng ta ăn nhơ sọt hến các bạn, thì có thể là nó sẽ đi vào trong cơ thể của chúng ta, nên là cẩn thận ha, ăn chín uống sôi. Tiếp theo đó là nhóm Escherichia coli, thì cái nhóm này rất là phổ biến ha, commons, rất là phổ biến. Thì cái nhóm này các bạn thấy là hầu hết là nó gần như là, thực ra là nó là vô hại và nó có sẵn ở trong cơ thể động vật máu nóng và trong cơ thể người luôn. Tuy nhiên là với một cái lượng lớn, khi mà nó chứa một cái mật độ lớn ở trong cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến cơ thể, sức khỏe của chúng ta, đó là chúng ta bị tiêu chảy hay tàu tháo dí đó. Rồi phần tiếp theo đó là mầm bệnh nhưng mà có nguồn gốc từ virus. Thì các bạn thấy là trong nước và nước thải khi mà bị nhiễm bẩn thì nó sẽ có khoảng hơn 140 loài virus khác nhau, và nó sẽ đi vào trong cơ thể người thông qua đường miệng nè, hoặc và khi mà nó vào bên trong đường ruột của chúng ta, nó sẽ phát tán ha. Khi nó vào trong ruột thì nó sẽ phát tán. Rồi nhóm tiếp theo đó là nhóm viêm gan siêu vi B ha các bạn. Nhóm gây viêm gan siêu vi B thì chúng ta có đầu tiên là viêm gan siêu vi A. Thì cái nhóm này là thời gian ủ bệnh từ 2 đến 6 tuần và thường là nó ở trong phân ha, và rất là khó để kiểm tra. Và đến khi mà chúng ta tìm ra được nó thì nó gần như là ở giai đoạn cuối. Tiếp theo đó là nhóm viêm gan siêu vi B, thì nhóm này là khá phổ biến. Thì thường là thời gian ủ bệnh của nó là từ 4 cho đến 12 tuần. Thì hầu hết là nó sẽ đi qua cái đường máu và hoặc là tiếp xúc quan hệ tình dục, thì nó có thể là dẫn đến là ung thư ha, nó có thể là dẫn đến là ung thư gan. Và cuối cùng là chúng ta có là nhóm viêm gan E đó, nhóm viêm gan E à, cái nhóm này không phải là A cũng không phải là B. Ngoài ra thì cũng có một số loại vi khuẩn mà nó gây bệnh trong đường ruột ha, thì thường là nó sẽ có đường lan truyền theo đường nước, thì nó có chứa ở trong những cái con protozoa và nó lây lan giống như cô nói là các bạn ăn nhiều sọt hến ha. Rồi protozoa parasite thì chúng ta cũng có là những cái dạng cyst, tức là những cái dạng bào tử đó, những cái dạng bào tử, và nó sẽ sống tồn tại rất là bền trong cơ thể vật chủ, và những cái này nó sẽ bị đồng hóa trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta có phổ biến nhất đó là Giardia và Cryptosporidium. Như các bạn nhìn thấy trên hình, đây là con Giardia nhìn rất là gớm ha, và đây là cái chu trình của Giardia vào trong cơ thể vật chủ. Thì khi mà nó nằm ở trong thức ăn nhiễm bẩn, nước nhiễm bẩn,
thì nó đi vào trong cơ thể vật chủ và nằm ở trong nội tạng. Thì khi mà gặp điều kiện môi trường dinh dưỡng thích hợp thì cái bào tử này nó sẽ phát tán ra và nó sẽ sinh ra cái con giardia này. Với một cái mật độ lớn đủ điều kiện thì nó sẽ gây bệnh ha, thì độ cụ thể ví dụ như cũng bị tiêu chảy, sốt và nôn nôn mửa. Tiếp theo đó là Cryptosporidium, như các bạn thấy đây là dạng phỉ khuẩn thì nó cũng nằm trong một cái môi trường nhiễm bẩn và cũng đi theo vào cái đường miệng ha. Và sau đó thì cũng y như con giardia kia, gặp cái điều kiện thích hợp thì nó sẽ phân hủy ra và sau đó nó được thải bỏ ra khỏi cơ thể dưới dạng bào tử. Lúc đó nó sẽ gặp cái điều kiện môi trường không thích hợp thì nó sẽ tạo ra bào tử và lại đi vào một cái vòng khép kín. Every second of your life, you are under attack. Billions of bacteria, viruses, and fungi are trying to make you their home. So our bodies have developed a super complex little army with guards, soldiers, intelligence, weapons factories, and communicators to protect you from, well, dying. For this video, let's assume the immune system has 12 different jobs. For example, kill enemies, communicate, etc. And it has 21 different cells and two protein forces. These cells have up to four different jobs. Let's assign them. Here are the interactions. Now, let's make this understandable. First of all, let's add colors to the jobs. Now, let's illustrate the cells. The central color represents the main job of the cell, while the surrounding ones represent secondary duties. Now, the immune system looks like this. Now, the interactions. Isn't this complexity just awesome? For this video, we will only talk about these cells and ignore the rest. So, what happens in the case of an infection? It's a beautiful day when suddenly a wild rusty nail appears and you cut yourself. The first barrier of the immune system is breached, your skin. Nearby bacteria seize on the opportunity and enter your wound. They start using up the body's resources and double their numbers about every 20 minutes. At first, they fly under the radar, but when a certain bacteria population is reached, they change their behavior and start to damage the body by changing the environment around them. The immune system has to stop them as fast as possible. First of all, your guard cells, known as macrophages, intervene. They are huge cells that guard every border region of the body. Most of the time, they alone can suffocate an attack because they can devour up to 100 intruders each. They swallow the intruder whole and trap it inside a membrane. Then the enemy gets broken down by enzymes and is killed. On top of that, they cause inflammation by ordering the blood vessels to release water into the battlefield, so fighting becomes easier. You notice this as a very mild swelling. When the macrophages fight for too long, they call in heavy backup by releasing messenger proteins that communicate location and urgency. Neutrophiles leave their patrol routes in the blood and move to the battlefield. The neutrophiles fight so furiously that they kill healthy cells in the process. On top of that, they generate barriers that trap and kill the bacteria. They are indeed so deadly that they evolved to commit suicide after 5 days to prevent them from causing too much damage. If this is not enough to stop the invasion, the brain of the immune system kicks in. The dendritic cell gets active. It reacts to the signals of the soldiers and starts collecting samples from the enemies. They rip them into pieces and present the parts on their outer layer. Now, the dendritic cell makes a crucial decision. Should they call for antivirus forces that eradicate infected body cells or an army of bacteria killers? In this case, antibacteria forces are necessary. It then travels to the closest lymph node in about a day. Here, billions of helper and killer T cells are waiting to be activated. When T cells are born, they go through a difficult and complicated training process, and only a quarter survives. The surviving cells are equipped with a specific setup. And the dendritic cell is on its way looking for a helper T cell with a setup that's just right. It's looking for a helper T cell that can bind to the parts of the intruders which the dendritic cell has presented on its membrane. When it finally finds one, a chain reaction takes place. The helper T cell is activated. It quickly duplicates thousands of times. Some become memory T cells that stay in the lymph node and will make you practically immune against this enemy. Some travel to the field of battle to help out. And the third group goes on to travel to the center of the lymph node to activate a very powerful weapons factory.
Like the T cells, they're born with a specific setup. And when a B cell and a T cell with the same setup meet, hell breaks loose. The B cell duplicates rapidly and starts producing millions of little weapons. They work so hard that they would literally die from exhaustion very fast. Here, helper T cells play another important role. They stimulate the hard-working factories and tell them, "Don't die yet, we still need you. Keep going." This also ensures that the factories die if the infection is over, so the body doesn't waste energy or hurt itself. But what is produced by the B cells? You've heard of them, of course. Antibodies. Little proteins that are engineered to bind to the surface of the specific intruder. There are even different kinds of antibodies that have slightly different jobs. The helper T cells tell the plasma cells which type is needed the most in this particular invasion. Millions of them flood the blood and saturate the body. Meanwhile, at the site of infection, the situation is getting dire. The intruders have multiplied in number and start hurting the body. Guard and attack cells fight hard, but also die in the process. Helper T cells support them by ordering them to be more aggressive and to stay alive longer. But without help, they can't overwhelm the bacteria. But now the second line of defense arrives. Billions of antibodies flood the battlefield and disable lots of the intruders, rendering them helpless or killing them in the process. They also stun the bacteria and make them an easy target. Their back is built to connect to killer cells, so they can connect and kill the enemy more easily. Macrophages are especially good at gnoming up the bacteria which antibodies have attached to. Now, the balance shifts. In a team effort, the infection is wiped out. At this point, millions of body cells have already died. No big deal, the losses are quickly replenished. Most immune cells are now useless, and without the constant signals, they commit suicide, so as not to waste any resources. But some stay behind, the memory cells. If this enemy is encountered ever again in the future, they will be ready for it and probably kill it before you even notice. This was a very, very simplified explanation of parts of the immune system at work. Can you imagine how complex this system is? Even at this level, when we ignore so many players and all the chemistry, life is awfully complicated, but if we take the time to understand it, we always encounter endless wonders and great beauty.